Hành trình trả nợ của Bầu Đức. Câu chuyện kinh doanh năm nay của Bầu Đức và công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAG không còn bóng dáng của đàn heo ăn chuối mà thay bằng những trái sầu riêng. Bên cạnh đó, quyết tâm trả sạch nợ của Bầu Đức có lẽ đang dần trở thành hiện thực. Hành trình trả nợ của Bầu Đức chính là một case study kinh điển của câu chuyện doanh nhân bản đỉnh quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Case xóa nợ kinh điển. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai HAG thông báo rằng công ty con của họ, công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai, đã trả hết 750 tỷ đồng cho Exim Bank. Số tiền này bao gồm toàn bộ nợ gốc khoảng 587 tỷ đồng và một phần lãi 163 tỷ đồng giải quyết các khoản vay từ 2014. Điểm đặc biệt, Exim Bank AMC đã miễn giảm tổng cộng gần 1.425 tỷ đồng tiền lãi cho các khoản vay này. Đây là số tiền lãi miễn giảm lớn nhất mà một ngân hàng công bố cho một khách hàng, bao gồm cả lãi quá hạn, phí phạt trả chậm và một phần lãi trong hạn. Động thái tất toán khoản vay tại Exim Bank của HAG diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức hợp tác với Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, Bầu Thụy. Kể từ cuối tháng 10, đã có nhiều sự kiện hợp tác đáng chú ý giữa LP Bank và HAG được báo chí đưa tin. Điểm sáng đầu tiên là thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LP Bank và HAG ký kết vào 23 tháng 10, 2023. Dù chi tiết không được công bố nhưng từ phát biểu của Bầu Đức và CEO Hồ Nam Tiến, có vẻ như LP Bank sẽ hỗ trợ tài chính cho HAG trong các dự án nông nghiệp, bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của LP Bank không tham dự buổi lễ ký kết, nhưng cùng ngày ông được nhìn thấy ngồi cạnh Bầu Đức tại một trận đấu khai mạc V-League 2023-2024. Hơn một tuần sau, vào ngày 2 tháng 11, LP Bank và Học viện cùng câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai của Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết một hợp tác toàn diện. Kết quả là Học viện và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành Học viện bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp theo, vào giữa tháng 11, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAG đã dẫn đoàn lãnh đạo LP Bank tham quan các dự án do HAG đầu tư tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ đã đi thực tế thăm các trang trại chăn nuôi heo, trồng chuối và sầu riêng của HAG. Trong suốt 10 năm thăng trầm, với nhiều thay đổi về loại cây trồng và vật nuôi, HAG giờ đã tập trung vào 3 mảng chính: heo, chuối, sầu riêng. Dù đã xác định rõ hướng đi kinh doanh, Bầu Đức vẫn cần giải quyết vấn đề nợ nần của HAG, đặc biệt là những khoản vay quá hạn tồn đọng từ nhiều năm trước. Sẽ không bỏ rơi Hoàng Anh Gia Lai. Trong cả thập kỷ qua, vấn đề nợ nần của Bầu Đức, vị doanh nhân từng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đã được nhắc đến nhiều lần. Ông cũng từng nhiều lần bày tỏ nỗi khổ vì nợ nần. Dù quyết tâm, nhưng khoản nợ hàng chục nghìn tỷ vẫn là gánh nặng lớn cho ông. Tính đến ngày 30 tháng 9, 2023, Hoàng Anh Gia Lai HAG có dư nợ vay trung và dài hạn là 3.848 tỷ đồng, vay ngắn hạn 3.930 tỷ đồng. Tổng cộng vay tài chính của tập đoàn lên tới 7.778 tỷ đồng. Ngoài ra, thì HAG còn có số dư chi phí phải trả lên tới 4.830 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Bên cạnh việc trả nợ cho Exim Bank, vào ngày 28 tháng 11, 2023, HAG cũng đã trả hơn 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu mã HAG LBOND16.26 với nguồn tiền từ thu nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HNG. Nhờ các khoản thanh toán này và sự miễn giảm lãi từ ngân hàng, tổng nợ phải trả của HAG đã giảm 2.350 tỷ đồng chỉ trong quý cuối năm. Còn nhớ năm 1993, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức lấy tên con gái đầu đặt cho doanh nghiệp của mình. 30 năm sau, trong khán phòng rộng lớn, ông nói trước đông đảo các nhà đầu tư: tên công ty Hoàng Anh là tên con gái nhà tôi mãi mãi sẽ không bỏ rơi nó. Lần này, quyết tâm trả nợ của Bầu Đức đã đạt đến mức cao nhất. Trong quá khứ, dù gặp khó khăn tài chính, HAG chưa bao giờ cân nhắc việc bán bệnh viện và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi. Sau khi đổi tên câu lạc bộ bóng đá, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định bán cả bệnh viện. Vào ngày 26 tháng 12, 2023, HAG thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc của trái phiếu phát hành năm 2016. Trước đó, trong quý 3 năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá là 180 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được sử dụng để trả nợ trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai phát hành năm 2016 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chia sẻ, Hoàng Anh Gia Lai đang rốt ráo trả nợ bằng mọi phương án. Nếu không còn nợ thì cũng không còn áp lực lãi vay. Hiện tại tôi rất quan tâm tới lợi nhuận bền vững.
và Hoàng Anh Gia Lai sẽ phấn đấu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, tăng trưởng bền vững. Bầu Đức nói lần này, HAG đang nỗ lực hết sức để xoay sở tình hình, không chỉ bằng cách bán tài sản mà còn thông qua việc huy động vốn. HAG dự định phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược và sử dụng một phần số vốn thu được để trả nợ. Cụ thể, HAG hy vọng huy động được 1.300 tỷ đồng từ việc phát hành loại cổ phiếu này. Dự kiến, hơn 330 tỷ đồng sẽ được dùng để trả gốc và lãi các trái phiếu phát hành từ 2012 và khoảng 270 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ cho công ty cổ phần gia súc Le Pan tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Một lần nữa, bóng dáng Bầu Thụy lại xuất hiện sau phương án huy động vốn nghìn tỷ này, khi danh sách các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần HAG đều có liên quan tới ông. Theo đó, thì công ty chứng khoán LP Bank, LPBS, dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, công ty cổ phần tập đoàn Thai Group mua 52 triệu cổ phiếu và Nguyễn Đức Quân Tùng, quyền tổng giám đốc của LPBS, mua 28 triệu cổ phiếu. Sầu riêng lên ngôi. Năm ngoái, dự án heo ăn chuối của HAG thu hút nhiều sự chú ý. Dù ban đầu có nhiều kỳ vọng, nhưng do giá heo giảm, HAG đã thừa nhận rằng chăn nuôi heo không mang lại lợi nhuận, nhưng cũng không lỗ. Trong hội nghị nhà đầu tư vào tháng 8/2023, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khẳng định rằng HAG không lỗ trong chăn nuôi heo. Ông cho biết rằng chỉ có Bapi, công ty cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị phân phối heo ăn chuối, gặp lỗ nhẹ do vấn đề trong việc phân phối và cạnh tranh. Bầu Đức tuyên bố nói Hoàng Anh Gia Lai nuôi heo lỗ là hoàn toàn không đúng, sai bét. Ông bày tỏ kỳ vọng vào năm 2024, giá heo sẽ tăng trở lại do nhiều người chăn nuôi đã bỏ đàn. Ngoài heo thì sản phẩm nông nghiệp khác của HAG được chú ý trong năm nay là sầu riêng. Mới đây, Bầu Đức cũng đã hào hứng chia sẻ về tiềm năng của trái sầu riêng với các nhà đầu tư. Ông chia sẻ về hiệu quả kinh tế từ lô sầu riêng 30 ha mà HAG vừa thu hoạch. Chi phí sản xuất chỉ dưới 12.000 đồng 1 kg, nhưng họ bán được với giá 77.000 đồng 1 kg, mang lại lợi nhuận cao đến mức ông Đức không thể tin nổi. HAG bắt đầu trồng sầu riêng từ năm 2018 và 2023 là năm đầu tiên họ thu hoạch và bán ra thị trường. Ông nhận định rằng sầu riêng Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế khi được trồng ở vùng cao, nơi khí hậu phù hợp, giúp sản phẩm có giá trị cao hơn. Bầu Đức cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giá vốn trong sản xuất sầu riêng. Ông tiết lộ rằng chi phí thực tế cho mỗi kg sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai chưa đến 10.000 đồng, thậm chí chỉ 5.000 đồng 1 kg với số lượng lớn. Ông còn nói mặc dù giá sầu riêng tại Việt Nam chưa bao giờ đạt 20.000 đồng 1 kg, Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thể bán được ở mức giá này. Trong năm 2023, HAG mới bắt đầu thử nghiệm bán sầu riêng cho thương lái với số lượng ít, do đây là năm đầu tiên thu hoạch. Tuy nhiên, vào năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai dự định sẽ thu hoạch đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trực tiếp sang Trung Quốc. Ông Đức cho biết, Hoàng Anh Gia Lai đã thu hút sự quan tâm từ nhiều khách hàng Trung Quốc và họ dự định sẽ bán sầu riêng trực tiếp cho nhà phân phối ở Trung Quốc thay vì thông qua thương lái. Hoàng Anh Gia Lai đã được biết đến trong cộng đồng 500 nhà nhập khẩu rau quả ở Trung Quốc nhờ vào việc phân phối chuối và họ có kế hoạch tiếp tục mở rộng sang thị trường này với quả sầu riêng. Kết quả tài chính của HAG sẽ cải thiện rõ rệt sau khi họ thanh toán hơn 700 tỷ đồng cho Exim Bank và được miễn giảm hơn 1.400 tỷ đồng tiền lãi và phạt. Điều này sẽ giúp bảng cân đối kế toán cuối năm của HAG trở nên đẹp hơn. Đặc biệt, việc miễn giảm lãi này giúp HAG ghi nhận lợi nhuận bất thường do họ được hoàn nhập, chi phí, lãi vay đã trích trước đây. Bầu Đức tiết lộ rằng năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ước lãi sau thuế ít nhất là 2.150 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thu nhập bất thường. Với mục tiêu cho năm 2024, Chủ tịch HAG kỳ vọng doanh thu sẽ cao hơn 25% so với năm 2023. Điều này dựa vào việc tăng diện tích trồng sầu riêng và dù sản lượng heo không tăng, nhưng giá heo dự kiến sẽ phục hồi sau sự sụt giảm năm 2023. Ngoài ra, HAG cũng đặt mục tiêu xóa bỏ lỗ lũy kế. Tính đến cuối năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng nếu họ thực sự ghi nhận 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2023. Khoản lỗ lũy kế sẽ giảm xuống còn khoảng 1.200 tỷ đồng. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tự tin rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ xóa sạch khoản lỗ này trong nửa đầu năm 2024. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!